Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Tôi là Hùng, giáo viên môn Sketch của Master Lab. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn đôi điều về cách để chúng ta phát dáng của người khi mà chúng ta vẽ Sketch. Khi mà các bạn vẽ một cái dáng của người, cái form dáng của người thì các bạn thường là bị mắc rất nhiều những cái lỗi sai. Trong cái điển hình cái lỗi sai đó, mình thường thấy đấy là các bạn thường vẽ đi sâu vào các cái tiểu tiết bên trong, hay bị chạy theo cái đường hình vẽ bên ngoài và không chú ý đến cái kết cấu và cái cấu trúc của khối và cái vật dạng. Thì đó là những cái làm cho các bạn vẽ rất là lâu và vẽ thậm chí nào sẽ bị sai nữa cơ. Cho nên là hôm nay tôi sẽ vẽ cho các bạn xem cái cách để nó đi lên từ tổng thể cho tới phần chi tiết của dáng như thế nào. Bây giờ tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Thường thì khi mà các bạn sketch dáng thì các bạn hay bị sa đà vào chuyện là các bạn hay vẽ vào các cái tiểu tiết mà quên đi cái tổng thể. Cho nên là để khi mà sketch một dáng người thì các bạn hãy bắt đầu từ việc là vẽ từ cái cấu trúc về khối và các đường vắt dáng cho tới mới đi tới các cái phần chi tiết bên trong. Sẽ bắt đầu chỉ cho các bạn xem. Chúng ta hãy bắt đầu với phần đầu trước này. Đây là vị trí chân. Mình thường là luôn tìm hai cái vị trí đó đầu tiên. Các bạn hãy tưởng tượng là cái dáng của các bạn sẽ đứng xuyên suốt trong toàn bộ cái chiều cao này. Giả sử đây là vị trí của đầu này, các bạn hãy nghĩ xem cái phần hết cái phần thân nó ở đâu, vì cái phần thân nó rất là quan trọng. Giả sử như là phần thân của các bạn nó sẽ hết ở đây, cái hộp này các bạn sẽ là phần thân này. Đây là ba cái khối, phần lồng ngực, khối hông và cái khối của cái đầu. Thì các bạn hãy chia các cái đoạn để tìm cái khớp của nó, khuỷu tay hoặc là đầu gối. Việc các bạn phát lên từ tổng thể bên ngoài này, các bạn có thể thay đổi các cái tỷ lệ của các cái khối phần thân và khối phần đầu để cái bản vẽ của các bạn. Các bạn có thể theo đuổi các nhiều các cái phong cách vẽ khác nhau, theo đuổi những tỷ lệ nhân vật khác nhau bằng việc là thay đổi các cái khối này thôi. Sau đó các bạn phát cái phần trục. Cái trục là một cái phần vô cùng quan trọng nhưng mà thường bị các bạn bỏ qua. Đó là một cái lỗi sai rất là lớn. Cái phần trục nó sẽ quyết định là con nhân vật của chúng ta nó đang đứng thẳng, đứng nghiêng hay là đang quay chẳng hạn. Và phần trục mặt sẽ có cái phần trục thẳng trên khuôn mặt, đó là các trục của mắt, mũi và miệng. Đây là trục người, các bạn lấy từ phần chân cổ kéo hết. Các bạn lưu ý cái chiều dài của cánh tay. Cái chiều dài của cánh tay nó sẽ đến khoảng giữa đùi là nhiều thôi. Tốt nhất là các bạn vẽ nó dài hơn trong cái phần hông một chút là được. Hãy vẽ lưu ý các cái đoạn cổ tay và đầu gối.
đây là cái cách để các bạn phát một cái dáng đi từ tổng thể bên ngoài sau những cái bước các bạn xây dựng cái cấu trúc cơ bản của con vật thì các bạn mới phát tới các cái chi tiết bên trong của nó. Cái việc điều chỉnh về cái tỷ lệ chiều dọc và cái tỷ lệ chiều ngang ấy, thì sẽ giúp cho các bạn vẽ những cái dáng nhân vật nó khác nhau. Ví dụ các bạn muốn vẽ một nhân vật mập hơn và thấp hơn chẳng hạn. Vẽ một nhân vật thấp hơn. Các bạn tưởng tượng toàn bộ chiều cao của nhân vật của các bạn sẽ đứng trong khoảng này. Xây dựng bắt đầu như này, tìm thấy khoảng cách hết phần hông. Đây có nhân vật mọc cho nên chúng ta cần phải quay bị ngang thật rộng. Các bạn điều chỉnh các cái khối cơ bản này để ra được cái hình dáng của con nhân vật. Và đừng bao giờ quên là cái trục người nó quyết định cái động tác của con nhân vật rất là nhiều. Con vật sẽ đứng trong khoảng này thì giờ mình muốn vẽ cái phần hông của khoảng này. Bây giờ mình muốn vẽ con vật đang quay sang góc nghiêng chẳng hạn thì mình sẽ vẽ một vật nữ đang quay nghiêng sang góc bên này. Khi quay nghiêng thì các bạn cái phần khối thân sẽ quay ra như này, phần khối hông sẽ góc bên này. Các bạn nhớ để ý để những cái khoảng cách của đùi và cái phần cẳng chân hay là cái tay, phần cẳng tay nó sẽ có một cái chiều dài nó hợp lý. Giả sử như ở đây nếu mà chúng ta vẽ cái đồ gối thấp quá thì cái đùi nó sẽ bị dài. Các bạn nhớ để ý làm sao để cho hai cái chân này nhìn tạo cái cảm giác là nó dài bằng nhau. Bây giờ mình sẽ vẽ góc mặt, sẽ quay nghiêng sang bên này chẳng hạn.
tóm lại là những cái điều mà các bạn cần phải chú ý, đấy là thứ nhất là các bạn cần phải xác định được đầu tiên là cái vị trí của cái đầu, của cái chân để nó giới hạn cái tỷ lệ của con nhân vật. Sau đó các bạn tìm cái phần vị trí của cái hông ấy, thì chúng ta sẽ xác định được cái khoảng thân. Sau đó thì chúng ta chỉ việc cắm chân tay vào thôi. Thì nhớ là cách chỉ chụp người và chụp mặt và cái độ nghiêng của hông, độ nghiêng của vai, cái này nó rất là quan trọng. Nên các bạn chỉ cần dựa vào cái phần đó thì các bạn có thể xác định được cái phần dáng nó rất là nhanh. Các bạn đừng có sa đà và chuyển vào vẽ kỹ mọi thứ ngay từ đầu. Chúng ta chỉ phát để lấy cấu trúc trước đã, sau đó chúng ta mới bắt đầu mới vẽ kỹ lên chi tiết. Nếu các bạn vẽ chi tiết ngay từ đầu thì chúng ta sẽ rất dễ bị lạc vào cái chuyện chúng ta mải mê đi theo hình vẽ mà chúng ta quên mất cái tỷ lệ của nó. Trong quá trình các bạn vẽ thì chắc chắn là các bạn gặp rất là nhiều các cái khó khăn để mình phát một cái dáng như vật. Thì hy vọng là những cái điều mà mình vừa chia sẻ với các bạn thì đã giúp cho các bạn đã biết thêm một số điều để mình phát dáng nhân vật được tốt hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy video này có ích cho các bạn thì xin hãy like, subscribe cho tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở một clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.